Xin chào các bạn, thì ở đây mình có một số cái mà cái giống mai, đó là cái giống đại lộc mà các bạn bây giờ đã phát triển mạnh như thế này, thì anh em nào có nhu cầu mà về cái giống đại lộc thì liên hệ với mình nha. Và số điện thoại đó là 0886 315 414, thì cây đang phát triển rất là khỏe mạnh. Xin chào các bạn, thì đây là mình gọi một số cái cây mai mà giống Thủ Đức đó các bạn, bông 12 cảnh rất là to, thích hợp để làm giống chơi bông thì rất là đẹp nha các bạn. Cây là đang là sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Và còn đây là cái cúc 150 cánh nha các bạn. Cây quá ghép được cũng phải vài tháng rồi. Thì đây là cây nó đang phát triển và sinh trưởng cũng rất là tốt, khỏe mạnh. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Cao Nguyên.